Chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Bảy Thanh Hung Giản, tác giả Vĩ Ngư, quyển 1, con rối dây câu, chương 3. Trùng Khánh có hai biệt danh, một là Vũ Đô, hai là Sơn Thành, cả hai đều là đào tim móc phổi đặt tên chuẩn thật 100%, không khoác lác một chút nào. Mộc Đại rất hiếm khi nhìn thấy sương mù, hôm nay bỗng nhiên được một sở thị. Còn tưởng là mình ngồi máy bay xong bị cận thị rồi. Máy bay hạ cánh, Hoắc Tử Hồng gọi điện thoại cho Mộc Đại, coi như là mềm mỏng làm hòa với cô. Mộc Đại lúc này mới hỏi bà, sao địa chỉ lại là quán lẩu lão cửu? Mời con ăn lẩu à? Giọng Hoắc Tử Hồng đến là dịu dàng, con cứ đúng giờ tới đó, đợi ở cửa, sẽ có người bắt chuyện với con. Trùng Khánh có rất nhiều món ăn vặt, con ăn chán rồi về cũng được. Nói vậy nghe như là đặc biệt tống cô ra ngoài đi chơi, chuyện tới quán lẩu lão cửu chỉ là nhân cơ thể. Trong lòng Mộc Đại rất thảnh thơi, tìm một nhà nghỉ giá rẻ ở gần Bia Giải Phóng để trọ. Ngày hôm sau dậy, thấy vẫn còn sớm, bèn ra ngoài làm một chuyến cáp treo tham quan dọc sông Trường Giang. Tuyến cáp treo này đã xây dựng nhiều năm rồi, được tu sửa vào thập niên 80, sau đó cũng không nâng cấp đổi mới thêm lần nào nữa. Dây cáp kẽo cà kẽo kẹt, làm tim người đi cứ nảy lên thon thót. Khi xe cáp cập trạm, Mộc Đại định thôi không đi nữa, nhưng cô đứng quá gần cửa lên, bị người phía sau thẳng tay đẩy vào. Lỡ lên rồi thì đành đi thôi. Xe cấp lắc lư đi xuống dưới, rất nhanh đã đến lòng sông. Thực ra trên sông Trường Giang cũng chẳng có thắng cảnh gì, chỉ có một cây cầu, vài con thuyền và sương khói phủ ngập mặt sông mà thôi. Trên xe cấp đa số đều là du khách, lúc này quay sang cằn nhằn với nhau, dân bản xứ chắc chẳng bao giờ đi cái này, có gì đáng xem đâu. Đương lúc nói chuyện, một xe cấp từ phía đối diện đi tới. Lúc hai xe đến sát nhau, có thể nhìn được tướng mạo người trong xe kia, đám du khách là hồ hởi nhất, lập tức vẫy tay hết kêu này, lại gào hello, gọi với sang. Phía đối diện cũng gần như cùng lúc reo hò, nhưng có một người đàn ông mặc jacket đen đứng gần cửa sổ lại chẳng nhúc nhích cái nào. Tương tự, Mộc Đại ở xe bên này cũng bất động, một cách tự nhiên. Hai người liếc nhau, sau đó, người đàn ông kia giơ tay lên, chỉ về phía bên này. Xe cắp giao nhau, nháy mắt đã lướt qua, rất khó nói được là anh ta chỉ ai, nhưng kỳ lạ là Mộc Đại lại vô thức cảm thấy là anh ta đang nhắc nhở mình. Không cần suy nghĩ đã vòng tay ra đằng sau chộp một cái, kèm theo một tiếng ái ui, tay cô bắt được một cẳng tay mập ú. Vừa quay lại nhìn, đập vào mắt là một tên đàn ông trên 30 tuổi, béo mút, vẻ mặt dữ tợn. Hai mắt bị ép lại thành hai đường chỉ, vóc dáng không cao, còn thấp hơn Mộc Đại vài phân. Mộc Đại cười hì hì, nắm lấy tay hắn đi lên phía trước. Anh, sắp tới trạm rồi. Người đứng phía trên bị chen lấn, tỏ vẻ không vui. Nhưng thấy hai người họ đi cùng nhau, vẫn dành ra một khoảng trống. Đôi mắt hiếp tịch gian dảo của người đàn ông kia đảo một vòng, vẻ mặt bối rối. Mộc Đại vươn tay còn lại ra, lòng bàn tay ngửa lên trên, chìa ra trước mặt đã. Người đàn ông kia do dự đôi chút, từ trong túi quần móc điện thoại di động của Mộc Đại ra. Mộc Đại cũng không nói gì, lấy lại điện thoại xong thì cúi đầu làm như đang nước quét. Người đàn ông lặng lẽ chen lấn chuồn ra ngoài. Trang truyện này cứ thế mà được lật qua. Sau khi tới trạm, Mộc Đại quay lại trạm lên ban đầu, nghĩ không chừng còn có thể gặp được người đàn ông mặc jacket đen kia, trực tiếp nói một câu cảm ơn. Thế nhưng sau khi xuống trạm, nhìn dòng người đông nghìn nghịch, đột nhiên cảm thấy khi đó mọi thứ đều mơ hồ, cũng chưa chắc đã có thể nhận ra anh ta. Trên đường đến quán lẩu lão cũ, Mộc Đại gọi điện cho Hoắc Tử Hồng, thuận tiện kể cho bà nghe chuyện gặp phải kẻ gian. Hoắc Tử Hồng hỏi cô, con có hô lên không? Con phải kêu mọi người cùng giúp đỡ bắt lấy hắn, như vậy sau này hắn mới không hại người khác được nữa. Mộc Đại kiên nhẫn giải thích với bà, dì Hồng, cường long bất áp địa đầu xà. Hơn nữa, kể cả có hô lên thì chưa chắc đã có người giúp con, lỡ như hắn thẹn quá hóa giận, đánh nhau với con trên xe cáp, treo leo trên mặt sông như thế thì rất nguy hiểm. Trái lại, con giữ mặt mũi cho hắn, không ầm ĩ náo loạn, hắn cũng biết điều, chỉ suy nghĩ một chút là chịu trả lại di động cho con rồi. Hoắc Tử Hồng thở dài, dì vẫn cảm thấy gặp phải chuyện thế này không thể kiêng dè, phải đứng lên, hăng hái làm việc nghĩa mới đúng. Hăng hái làm việc nghĩa thì tất nhiên là đúng, nhưng Ma Mộc Đại cảm thấy không thể thuyết phục được dì Hồng, cũng lười nói tiếp. Không phải đã có chuyện của một vạn ba làm ví dụ điển hình rồi sao? Mộc Đại theo lời tìm đến nơi, khi tới cửa thì hơi trần trừ, nhưng chắc là không sai, ông chú ăn mặc như đang đóng phim Triều Thanh kia rất niềm nở đứng dậy. Cô Hoắc Tử Hồng, những người khác còn chưa tới. Vạn Phong Hỏa rất chi là rảnh rang, kể lại cho Mộc Đại nghe về vụ án ở Hồ Lạc Mã, nhân tiện cũng giới thiệu luôn nghề nghiệp của mình. Y rút cây trăm ra làm so sánh, trăm bằng bạc cổ,
đầu trăm khảm men xanh cạnh thái hình phượng hoàng giang cánh, mắt phượng khảm bằng hồng ngọc, trong miệng ngậm một chuỗi bạch ngọc. Ví dụ thế này, trước tiên bạn phong hỏa úp hai lòng bàn tay lại với nhau che đi cây trâm, ba người tìm tôi, một người muốn tìm cây trâm phượng bằng bạc cổ, một người muốn tìm viên hồng ngọc làm mắt phượng hoàng, một người khác muốn tìm chuỗi bạch ngọc trong miệng phượng hoàng. Đó chính là ba thứ được yêu cầu, nhưng khi đó trong tay tôi không có cái nào cả, ba yêu cầu này tôi hẳn để đấy đã, rồi lưu tâm theo dõi. Sau đó đến một ngày, y bỏ một tay ra, để lộ cây trâm, có người cầm cây trâm tới bán, bên mua, bên bán, ứng với nhau. Mộc đại đầu óc thông minh, nói một đã rõ mười, vậy nên cây trâm này cũng giống như tin tức mà ông buôn bán. Những người đã từng tới, bao gồm cả tôi, đều là những người trước đó từng nghe về vụ án Hồ Lạc Mã. Cô cảm thấy việc này có hơi chuyện bé xé ra to, cái này có thể kiếm được bao tiền chứ. Hơn nữa, gọi điện thoại không được sao, đáng để người ta phải đến tận nơi gặp mặt sao? Bạn Phong Hoa nhìn cô, người nào thấy quan trọng thì sẽ tới. Một câu nói vô cùng đơn giản. Vậy nhưng cân nhắc lại thì rất có thâm ý, trong lòng Mộc Đại vướng mắc, dì Hồng cảm thấy việc này quan trọng sao? Lẽ nào bà quen biết ai đó trong vụ án kia? Bất quá, lòng hiếu kỳ của Mộc Đại cũng không quá lớn, ngược lại cảm thấy mình chỉ là một cái ống truyền thanh tới đây nhận tin thôi. Vừa nói xong thì ba người còn lại cũng đến nơi. Một người phụ nữ gầy gò sắp xỉ 40, lông mày nhạt như thể đã quên phải mọc ra, tên là Sầm Xuân Kiều, ngồi xuống bên cạnh Vạn Phong Hỏa. Hai người còn lại đều là nam giới, một người tên là Mã Đồ Văn. Khoảng 27, 28 tuổi, cả người toàn mùi rượu, vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, thân trên mặt độc một cái áo mây ô, bắp tay xăm kín. Một người khác tên là Lý Thản, chừng trên dưới 50, thân hình cao gầy, lưng còng, nếp nhăn rất sâu, vẻ mặt khắc khổ. Vạn Phong Hỏa đóng cửa phòng bao, vặn vang đánh lửa dưới nồi lẩu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tiền các vị đã giao, bên tôi vẫn luôn giữ, nghe Sầm Xuân Kiều kể xong sẽ quyết định trả tiền hay không. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tiền thì nhất định phải trả, trừ phi tin tức là giả. Mộc Đại hơi ngạc nhiên, thì ra dì Hồng và bọn họ đã sớm đặt tiền cọc cho Vạn Phong Hỏa, bữa lẩu này chỉ là tới nghe tin tức và trả tiền ăn. Cô cảm thấy rất mới lạ. Nếu như chuyển thành sòng bạc, trước mặt mỗi người đều có phỉnh đánh bạc, cứ nghe một hồi lại đẩy hai phỉnh ra, vậy thì càng thú vị. Nước lẩu bắt đầu sôi lăn tăn, mùi thơm từng chút theo những bọt nước vỡ bay ra ngoài. Con sâu ham ăn Mộc Đại hí hửng hành động, tự lấy đĩa tương cho mình, thò đũa vào nồi gắp đồ ăn. Lúc gắp ra rồi mới chợt ý thức được cả bàn có mỗi mình động đũa, lưỡng lự giây lát, lại tiếp tục. Mã Đồ Văn nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, nhưng cũng không cảm thấy chuyện cô động đũa có gì đột ngột. Cô gái này còn trẻ, vẫn khoác vẻ vô tư sôi nổi, nhìn thế nào cũng không hợp với những người khác trong phòng. Ánh mắt Sầm Xuân Kiều đảo qua từng người một, mở miệng nói lời đầu tiên: kẻ sát nhân thật ra đã chết từ 5 năm trước. Mộc Đại cảm thấy bình thường, hơn 20 năm rồi, hung thủ hoàn toàn có thể đã chết già, chết bệnh hoặc gặp tai nạn bất ngờ chết. Cô để ý quan sát vẻ mặt hai người còn lại. Mã Đồ Văn ngoại trừ buồn ngủ díp mắt ra vẫn chẳng có gì khác thường, nhưng Lý Thản thì lại đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt thoáng chớp lên vẻ tức giận không dễ nhận ra. 5 năm trước, tôi là nhân viên của một quán trọ nhỏ ở gần trạm trung chuyển hành khách Tây Giao của Tế Nam. Là một quán trọ rẻ tiền, quy mô nhỏ, chăn gối quanh năm không giặt, người đến trọ tuy đủ loại nghề nghiệp, nhưng phần lớn vẫn là những người không có tiền và đi làm thuê. Hôm đó tôi trực ca đêm, lúc nửa đêm thì ghé vào quầy ngủ gật, bỗng nhiên điện thoại reo lên. Là phòng 103, khách trọ phòng đó nhờ tôi mang cho một siêu nước nóng. Vị khách đó tôi từng gặp, đã trọ khoảng 10 ngày, ngoài lúc đăng ký phòng vào ngày đầu tiên ra thì về cơ bản hầu như không thấy ông ta ra ngoài, hơn nữa khi ông ta tới trọ thì đang bệnh rất nặng. Lúc đó đám nhân viên bọn tôi còn ngầm nói đùa với nhau, không thể cho ông ta trọ lâu được, chết ở đây thì gỡ lắm. Nhận được điện thoại, trong lòng tôi có hơi hãi, giọng nói của người đó thều thào đứt quãng, cứ như có thể đi đời nhà ma bất cứ lúc nào. Tôi xách siêu nước qua đó, thuận tiện cầm theo chìa khóa. Lúc gõ cửa không thấy ai đáp lại, tôi bèn lấy chìa khóa mở cửa. Vừa đi vào đã thấy không ổn, sắc mặt người đó xám xịt, mắt trắng giả, nằm trên giường trợn trừng mắt thở hổn hển, giống như sẽ chết ngay trong tích tắc. Tôi hoảng quá, lập tức gọi điện thoại cho ông chủ. Ông chủ không ở trong quán trọ, có lẽ là vì đã muộn, bị tôi đánh thức nên rất tức giận, vừa nhấc máy đã sạc cho tôi một trận. Sau đó dập máy, gọi lại thì đã tắt điện thoại. Tôi cuốn đến độ không biết làm sao, quyết định xuống dưới tìm lão già giữ cửa. Lúc ra tới cửa thì người đàn ông nằm trên giường bỗng nhiên cất tiếng nói chuyện. Mộc Đại đang cầm đũa gắp thức ăn, nghe đến đây, cảm thấy lông tóc trên tay đều rợn hết cả lên. Không phải là sợ,
mà là hoang mang. Giọng Lý Thản khào khào là kiểu giọng nói khiến người khác nghe xong là cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Hắn nói gì? Trên mặt Sầm Xuân Kiều thoáng vụt qua vẻ mù mờ lại chừng như khiếp đảm, tự hồ đến bây giờ vẫn cảm thấy kinh sợ. Nói chính xác thì hắn cũng không phải là đang nói. Mắt hắn trừng rất lớn, nhìn chòng chọc lên trần nhà. Tốc độ nói rất nhanh, nghe cứ như tiếng máy đánh chữ lọc cọc đánh chữ vậy. Giọng nói đều đều, không vấp nửa chữ, giống như đã thuộc nằm lòng. Vạn Phong Hỏa truy vấn, với nội dung thuộc lòng là gì? Đầu tiên là ngày tháng, ngày nào tháng nào năm nào, sau đó là địa chỉ, huyện XX đường XX số nhà XX, đã giết mấy người, sau đó là giới tính, tên họ, dùng công cụ gì để giết, giết như thế nào, giết xong thì trốn đi thế nào, hệt như đang đọc báo cáo. Mắt vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà, da đầu Mộc Đại hơi tê tê, bất giác ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Sầm Xuân Kiều hai lần nhấn mạnh cầm mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, khiến cô nổi lên một cảm giác khó hiểu rằng trên trần nhà có thứ gì đó. Trong phòng lặng phắt, ngay cả con chim hoàng yến bình thường lúc nào cũng nhảy lên nhảy xuống thời khắc này cũng rũ cánh đứng yên bất động. Nếu như nhìn kỹ còn có thể thấy vài cái lông chim dường như đang dựng đứng lên. Chương 4. Vạn Phong Hỏa ho khan hai tiếng, sau đó thì sao? Lý Thản cũng theo sát truy vấn, vụ án Hồ Lạc Mã chính là do hắn nói ra lúc sắp chết. Hắn chỉ nói về mỗi vụ này thôi sao? Sâm Xuân Kiều liếc nhìn Lý Thản, đáp một câu, không phải chỉ mỗi vụ này, nhưng mỗi vụ một giá, anh biết đấy. Sắc mặt Lý Thản rất khó coi, Mộc Đại lại hơi nhếch miệng, cảm thấy cái thím Sầm Xuân Kiều này rất biết mua bán. Sầm Xuân Kiều kể tiếp, tôi khi đó nghe mà choáng váng, cũng không cho rằng lời ông ta nói là sự thật, có ai phạm tội xong lại vô duyên vô cớ nói những điều này với người lạ bao giờ. Sau một hồi sững sờ, tôi cảm thấy vẫn phải đi tìm lão già giữ cửa tới cùng cho bớt sợ, chủ ý đã quyết, vừa dòm bước ra cửa, người kia chợt thở hắt ra một hơi thật dài, rồi không động đậy gì nữa. Tôi quay đầu nhìn lại, mắt ông ta trợn tròn, mồm vẫn còn há ra một nửa, nhưng thực sự không còn động đậy gì nữa. Tôi không dám qua xem, tôi sợ lúc đến gần rồi sẽ giống như trong phim, ông ta đột nhiên nhảy lên hoặc cắn tôi một cái, tôi sẽ sợ chết khiếp mất. Tôi chạy đi tìm lão giữ cửa, vừa chạy vừa gọi, còn chưa chạy đến cuối hành lang, lão giữ cửa đã tự đi tới. Trong phòng còn có người đập cửa, mắng tôi nửa đêm nhỏ giọng chút. Kể đến đây, Sầm Xuân Kiều thở dài một tiếng, nhìn những người xung quanh, các vị có biết kiểu quán trọ đó không? Bà tự khua tay phát họa cho mọi người hình dung, hai bên hành lang đều là phòng ở, cuối hành lang một bên thì lấp kín, bên còn lại nối thông với sảnh chính. Tôi nói tôi không chạy đến cuối hành lang, ý là tôi vẫn đang ở trong hành lang, trong lúc đó cũng không có bất kỳ một khách trọ nào đi ra. Sau khi lão giữ cửa đến, tôi vội túm lão cùng đến căn phòng kia. Thầy Sâm Xuân Kiều dừng lại một chút. Tôi biết nói ra lời này, có thể các vị sẽ không tin, nhưng thực sự đó là thật. Bà nói trịnh trọng như vậy, hẳn trong phòng có gì đó kỳ lạ. Mã Đồ Văn chăm chú nghe, não bộ lúc này đã hoạt động đến công suất lớn nhất, thi thể người đó không thấy đâu nữa. Hay là, lão ta sống lại? Không phải, thi thể vẫn còn trong đó, cũng thật sự đã chết, vậy nhưng, chân trái đã biến mất. Vài giây im lặng trôi qua, không ai nói gì. Chân trái biến mất, Mộc Đại cầm đôi đũa, đã sớm quên mất việc gấp thức ăn, vô thức hỏi một câu, biến mất kiểu gì, chém, nhưng miệng vết thương cũng không bằng phẳng mà vết cắt gồ ghề, máu thịt lẫn lộn. Tất nhiên đây không phải là do tôi xem xét trút ra, mà là về sau tôi hỏi được qua một người bạn từ chỗ của Pháp Y. Mộc Đại cuối cùng cũng hiểu vì sao ban nãy Sầm Xuân Kiều lại miêu tả cặn kẽ cho họ nghe về kết cấu của hành lang quán trọ. Hành lang quán trọ không dài lắm, thời gian Sầm Xuân Kiều rời đi rất ngắn. Dưới tình huống như vậy, một người xông vào phòng người chết, chặt chân trái của ông ta, sau đó không một tiếng động rời đi. Nghe thế nào cũng thấy giống chuyện lạ ở nước ngoài. Mã Đồ Văn là người đầu tiên không kìm được, chị gái, chị tự nghĩ ra đó hả? Lý Thản cười lạnh hai tiếng, qua kẽ răng bật ra một chữ, dạ. Sầm Xuân Kiều vẫn điềm tĩnh như đã sớm lường trước được phản ứng này, không nhanh không chậm đáp. Sau khi báo án, từng vị khách trong nhà nghỉ đều bị tách ra điều tra độc lập, quán trọ của chúng tôi đóng cửa suốt nửa tháng. Chuyện này ở đó cũng chẳng phải bí mật gì, anh bạn và các đồng nghiệp đều là người có bản lĩnh, hoàn toàn có thể đi hỏi thăm. Tôi cũng có ghi âm và ghi chép, có điều đoạn ở giữa, do quá mức quái đản, tôi lúc đó nửa vì sợ, nửa vì lo sẽ gây phiền toái nên không nói cho ai biết. Mã Đồ Văn không nói gì, suy nghĩ một chút thấy cũng phải, người đã chết sau khi để lại thi thể. Mất đi một bên chân trái, hỏi thăm một chút là ra, có muốn nói bừa cũng chẳng để làm gì. Trên mặt Lý Thản vẫn giữ nguyên vẻ mỉa mai, tôi không nói chuyện này là giả, e rằng lúc đó, trong quán trọ chỗ cô quả thực đã chết mất một người.
Người đó cũng quả thực bị chặt mất chân trái một cách khó hiểu, nhưng toàn bộ chuyện này và cả người chết kia chẳng liên quan gì đến vụ án Hồ Lạc Mã. Ông ta ngạo mạn nhìn Vạn Phong Hỏa, anh Vạn, tôi trả tiền là trả cho vụ án Hồ Lạc Mã. Những vụ án khác dù có quái lạ gấp 10, tôi cũng không có hứng thú. Sầm Xuân Kiều hơi mất kiên nhẫn, ý ông là sao? Lý Thản lại dường như chẳng thèm để ý đến bà ta, quay đầu sang nhìn hai người Mộc Đại và Mã Đồ Văn, chúng ta đều là người mua. Tôi không thể trả tiền cho tin tức giả, ý hai vị thế nào? Rõ là rắc rối, vốn chỉ cho là tới để nghe chuyện, không ngờ giữa đường lại đẻ ra tình huống như thế này. Mộc Đại thấy mình không thể tự quyết định được, cô nhìn Vạn Phong Hỏa, hay là nghỉ giữa giờ chút đã? Để bọn tôi suy xét lại. Tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ, Mộc Đại trốn ra cửa sau quán lẩu, gọi điện cho Hoắc Tử Hồng, kể lại một lượt tình hình bên này. Hoắc Tử Hồng nghe xong, ừ một tiếng, lát sau nói, đúng là giả. Mộc Đại không hé răng nửa lời, cô cảm giác nếu cô mà là Vạn Phong Hỏa, cô sẽ bị dì Hồng và Lý Thản làm cho tức chết. Bên ngoài thì tỏ ra là mình cần tìm hiểu tin tức nên tới nhờ cậy. Thực tế thì Hoắc Tử Hồng dường như nhận ra được tâm tư của Mộc Đại. Hai vợ chồng nhà giáo chết năm đó đều họ Lý. Người đàn ông họ Lý đó là thầy của dì. Chuyện này dì đã để ý rất lâu rồi. Không ngừng hỏi thăm phía Vạn Phong Hỏa lời cô Sầm Xuân Kiều đó nói, thực sự cũng quá giả rồi. Thế số tiền cọc kia rốt cuộc có trả hay không? Câu trả lời của Hoắc Tử Hồng nằm ngoài dự liệu của cô. Trả chứ, dì đã nhờ bên ông Vạn tra tin tức rồi, không muốn để ông ta cảm thấy mình giấu giếm tình hình thực tế. Với lại Mộc Đại này còn giúp dì để ý cái người tên Lý Thản kia một chút. Mộc Đại còn định hỏi gì đó, cuối cùng vẫn nuốt lại. Lúc cướp máy, cô rầu rĩ nghĩ, chuyện quả thật có chút kỳ lạ, cụ thể không nói rõ được là ở đâu, nhưng đúng là chỗ nào cũng thấy không đúng. Trên đường quay lại, Mộc Đại thấy Mã Đồ Văn cũng núp trong một góc gọi điện thoại. Lúc đi qua, cô cố ý lượn tới gần một chút, nghe được một câu không đầu không cuối. Thế rốt cuộc có trả hay không đây? Mộc Đại nhất thời vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy trò vui ngày hôm nay rõ là thú vị. Thời gian nghỉ giữa giờ kết thúc, Vạn Phong Hỏa đứng ra chủ trì đại cục, hỏi ý kiến của từng người mua. Lý Thản khăng khăng như cũ, Mã Đồ Văn ho khan hai tiếng, làm bộ làm tịch. Tôi sau khi nghiêm túc phân tích, cảm thấy chị Sầm D-O-I-T-I-N tức mà cô Sầm cung cấp vẫn rất có giá trị, tôi đồng ý trả tiền. Sau khi nghiêm túc phân tích, là anh phân tích chắc. Mộc Đại nín cười, gật đầu với Vạn Phong Hỏa, trả. Sắc mặt Sầm Xuân Kiều lộ vẻ vui mừng, Vạn Phong Hỏa cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Lý Thản, hai đối một. Đa số thắng tiểu số, anh hiểu quy tắc rồi đấy. Sắc mặt Lý Thản lúc đỏ lúc trắng, Mộc Đại còn tưởng rằng ông ta sẽ nổi giận, ai biết sau khoảnh khắc đó. Ông ta chợt cười rộ, ngã người dựa lên ghế, không phải chỉ là tiền thôi sao, được thôi, tôi trả. Cũng coi như việc đã thành, tất cả đều vui vẻ, tâm tình Sầm Xuân Kiều phấn khởi. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì, à, đúng rồi, lúc người đó vào quán trọ, tôi có xem qua thông tin đăng ký của ông ta, tên là Lưu Thụ Hải, người Tế Nam, 72 tuổi. Lý Thản vốn cũng chẳng quan tâm ông ta bao tuổi, chỉ nhìn Mộc Đại và Mã Đồ Văn cười nhạt như đang nhìn hai kẻ đần độn. Đến khi tan cuộc, Vạn Phong Hỏa mời họ đến nhà khách bên y ở tạm, nói là căn cứ theo thông tin Sầm Xuân Kiều cung cấp sẽ sắp xếp các đồng nghiệp địa phương đi tra, có thể sẽ có phát hiện mới, ở cùng nhà sẽ thuận tiện hợp mặt hơn, có chỗ ở miễn phí. Cớ gì lại không đi? Chỉ có Mã Đồ Văn lắc đầu nói mình có chỗ ở ở Trùng Khánh, hơn nữa trước nay đã quen giường, không có thói quen ngủ ở nhà nghỉ. Mộc Đại nhớ tới lúc mình mới vào phòng, Vạn Phong Hỏa có hỏi cô có phải cô Hoắc Tử Hồng hay không, vậy người đứng sau Mã Đồ Văn là ai nhỉ? Đáp án nằm ngoài suy đoán của cô, Vạn Phong Hỏa nói chắc như đinh đóng cột, đúng là Mã Đồ Văn. Vẫn luôn là cậu ta, nhà khách của Vạn Phong Hỏa, quán cũng như người, phong cách phục cổ hoang đường, tường trắng ngói xám, cửa thùy hoa, vừa vào cửa là bàn thờ thần tài khoáng đã khoan đã, không phải thần tài. Mộc Đại bước lên nhìn kỹ, mới phát hiện trong bàn thờ đặt tượng một người thư sinh, tay phải để sau lưng, trong tay cầm quyển sách. Vạn Phong Hỏa tràn đầy hứng khởi giới thiệu với cô, đây là ông tổ nghề của chúng tôi. Bách Hiểu Sinh ý còn muốn nói thêm nữa, điện thoại báo có tin nhắn. Vạn Phong Hỏa thuần thục đánh chữ nhắn lại, tay áo trường bào lắc lư bên dưới cái điện thoại. Mộc Đại không nhịn được phì cười. Đã phục cổ đến thế rồi thì triệt để luôn đi, dùng điện thoại di động làm gì nữa. Vạn Phong Hỏa không đồng ý, cô gái, cái này khác, cái gì cũng có thể phục cổ, duy chỉ có hai thứ, cần phải biết theo kịp thời đại. Hai thứ gì? Vạn Phong Hỏa giơ hai ngón tay lên, gập một ngón lại trước, một là tiền, thành thật mà nói, tôi thích vàng ròng bạc trắng hơn. Cái thứ tiền mặt này, chỉ là giấy in,
có cầm cũng không có cảm giác thực tế. Hai năm nay lại càng hỏng, tiền điện tử gì mà rung một cái quẹt một cái, đến giấy cũng không có mà sợ. Nhưng biết sao được, cả thế giới đều dùng như vậy. Còn thứ còn lại, bạn Phong Hỏa không gặp ngón tay lại nữa mà trực tiếp giơ điện thoại di động lên hơ hơ trước mặt cô, thông tin, liên lạc, tự vấn mà xem cô có rời được nó không. Mộc Đại nghĩ đi nghĩ lại một hồi, sau đó lắc đầu. Bạn Phong Hỏa đắc ý, tôi biết ngay mà, thanh niên các cô giờ coi điện thoại như tính mạng vậy, tôi có một người bạn, chỗ này của lão ấy. Bạn Phong Hỏa chỉ vào đầu, chỗ này của lão ấy không giống với những người khác, thích nghiên cứu các loại chuyện kỳ quái siêu nhiên. Không phải mê tín kiểu phong kiến đâu, mà là nghiên cứu thật, hở ra một cái là đi khảo sát thực địa, chuyên đến những chỗ hẻo người hoang vắng chim không thèm ỉa. Giờ máy tính, yêu đều rất thông dụng, lão lại chỉ ghi nhớ trong đầu với ghi chép lại, khảo sát thực địa hơn 20 năm, sổ tay ghi chép nhiều tới nỗi phải lấy bao tải ra đựng. Cũng không dùng điện thoại di động, nói là không cần thiết, muốn tìm lão cũng chỉ tốn công phí sức. Tôi mắng lão mấy lần rồi, lão vẫn kiên trì không dùng, không thấy cần thiết, nhưng sau này, không phải là vẫn dùng đấy thôi. Mộc Đại hiếu kỳ, ông khuyên được ông ta đổi ý hả? Cũng không phải Vạn Phong Hỏa hắn giọng. Về sau lão ấy làm chủ hôn cho bạn lão, là chú rể tặng cho lão, nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là ai cũng đều cần đến thông tin liên lạc, không thể không bắt kịp thời đại. Chương 5. Mã Đồ Văn nghiêng nghiêng ngã ngã đi vào khu chung cư. Chỗ này là anh ta đi thuê, gọi là khu chung cư đã là nể nang lắm rồi. Trong đây hội tụ đủ loại người hỗn tạp đến từ khắp mọi nơi. Nằm trong khu vực quản chế trọng điểm của đồn công an địa phương, mấy năm qua, lực lượng công an đúng là đã thu được không ít công ở khu này. Tổng cộng bắt được 4 tên tội phạm bị truy nã, hòa giải được 10 vụ tranh giành tình nhân có lẽ. Mấy vụ trộm gà bắt chó thì quả thực là nhiều như cơm bữa. Ngoài cổng có hai tên côn đồ đang đánh bài, trên mặt dán đầy sticker. Một trong hai ngẩng lên hỏi anh ta, người anh em Tiểu Mã, đêm nay cậu có biểu diễn không? Mã Đồ Văn trả lời, có, đêm nay tôi hát một bài nhạc vàng hoài cổ, là bến Thượng Hải đó. Người nọ tức mình ném bài, tay thối, bài xấu chết được, rõ ràng cũng chẳng phải thật lòng muốn nói chuyện với anh ta. Mã Đồ Văn cũng không nổi giận, còn thực sự ngâm nga sóng cuồn cuộn, sóng cứ trôi suốt đường vào trong. Mã Đồ Văn là ca sĩ hát trong quán bar, cũng không phải để kiếm cơm mà là để thỏa lòng mơ ước, không có lịch diễn cố định. Anh ta có một cô bạn gái bán bia tên là Bác Mỹ, thu nhập thì cũng ngang ngửa nhau, nhưng Bác Mỹ lại luôn tự thấy mình khá hơn anh ta. Cứ gặp mặt là cằn nhằn anh ta không có chí tiến thủ, không ra dáng đàn ông. Mẹ nói chứ, đấy là ước mơ, hiểu không hả, ước mơ đó. Mã Đồ Văn nghĩ, sớm muộn gì anh ta cũng đá Bác Mỹ đi thôi. Đến cổng khu, trên bãi đất trống gần đó đậu một con Hummer H2, bản thân con xe này đã rất gây chú ý. Trần xe lại còn lắp một dàn đèn đi săn, nhìn đến là hóng hách, trông hệt như một loài thú to lớn đầy nguy hiểm đang ngồi chồm hổm. Trong lòng Mã Đồ Văn chu lét, hừ một câu, ngon lắm chắc, hình như đích xác là ngon thật. Bởi một giây sau, anh ta bỗng đổi ý, lấy điện thoại ra tách tách mấy phát tự sướng vài kiểu với con Hummer, hết hất mặt lại cúi đầu, còn mấy lần bắt chước tư thế chụp của siêu mẫu thế giới. Vén cái áo mây ô lên một đoạn, lộ ra cái áo lót nham nham nhở nhở chỗ trắng chỗ đen bên trong, nhìn sao cũng không gợi lên được miếng hấp dẫn nào. Sau đó đăng lên tường WeChat, nội dung là hóa ra cảm giác lái Hummer cũng chỉ có vậy. Chẳng có gì đặc biệt, còn cố ý gắn tắt A còng bạn gái Bác Mỹ vào. Đang bừng bừng đắc ý, trước mặt chợt vang lên tiếng soạn soạt, một chùm chìa khóa có móc là chuỗi hạt kim cang hàng ma lủng lẳng rủ xuống ngay trước mặt, giọng la nhận vang lên, cũng chỉ có vậy thật không? Phải cầm chìa vào ngồi mới biết được. Mã Đồ Văn cảm thấy mình thật xui xẻo hết chỗ nói, chẳng mấy khi được ba hoa một trận, sao lại đụng trúng cái thằng này chứ. Anh ta len lén đánh mắt nhìn La Nhận. La Nhận năm nay 27-28 tuổi, cao lớn điển trai, mặc chiếc jacket màu đen ủng lính, nụ cười như có như không toát lên vẻ nhàn hạ lười biếng, nhưng phần nửa cánh tay để lộ dưới ống tay áo lại vô cùng cường tráng, và trong mắt thì luôn ẩn hiện ánh nhìn sắc lẹm, khiến người ta có cảm giác anh và chiếc xe của anh đều giống nhau, tựa như một con báo săn bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy ra vồ mồi. Mã Đồ Văn chua chát, đừng đâm chọc tao thế được không? Quen nhau từ thuở còn cởi truồng, đứng chung một chỗ chạy chung một đường, mày nhìn cái hiện tại chênh lệch này đi, thật đúng là lẽ trời khó dung mà. La Nhận cười, đợi đến lúc mày mở concert ở sân vận động Tổ Chim, tao chỉ có thể mua vé vào xem, đó mới gọi là chênh lệch. Mã Đồ Văn tức thì nguôi ngoai. Căn hộ của Mã Đồ Văn loạn thức bát nháo, đĩa nhạc thì trái một cái phải một cái, dưới sàn thì ngổn ngang lon bia.
bước chân mà không để ý một cái là lon nhôm sẽ lăn lông lốc ngay. La Nhận ngồi xuống salon, tự mở cho mình một lon bia, cũng không vòng vo nói nhảm, vào thẳng chủ đề. Buổi gặp mặt hôm nay thế nào? Mã Đồ Văn lấy một cái ghế ngồi xuống trước mặt La Nhận, ôm cả một bụng muốn phỉ nhổ. Còn thế nào được nữa, tao nói với mày rồi đấy thôi. Cả một phòng toàn lũ tâm thần, một lão vạn phong hỏa xuyên từ thời thanh đến, một bà thím trung niên mặt lúc nào cũng cúi gằm, chính là con mẹ tên Sầm Xuân Kiều đó. Còn cả cha nội Lý Thản quái đản phát gớm nữa CHUMA. Đồ Văn nhại lại giọng Lý Thản, nói, dạ, còn có một cô bé tên Mộc Đại nữa, mày biết tay em nó đeo cái gì không? Cái vòng tay sợi bệnh gắn hình đầu mèo ấy, nhìn ngây thơ lắm, tuổi tâm hồn chắc chỉ 18 là cùng. La Nhận mặt mày thản nhiên, họ ở đâu? Đều theo Vạn Phong Hỏa đến biệt uyển Ba Thục rồi, là nhà khách của bên Vạn Phong Hỏa. Mã Đồ Văn chợt nhớ ra cái gì, cơ mà cái chuyện kể nghe phát khiếp kia ấy, La Nhận này là giả thật hả? La Nhận hỏi một đằng đáp một nẻo, mày kể lại quá trình gặp mặt cho tao nghe đi, từ lúc bắt đầu vào cửa, ai nói cái gì, vẻ mặt thế nào? Gắn kể cho kỹ vào. May là chuyện vừa mới xong, ấn tượng cũng tạm coi là sâu. Mã Đồ Văn kể lại từ đầu tới cuối, lại hỏi lại câu hỏi ban nãy thêm lần nữa. Này, La Nhận, chuyện là giả hả? Nếu là giả thì tao trả tiền làm gì? Vậy là thật sao thật ấy hả? Mã Đồ Văn càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào. Chân người ta đang yên đang lành sao đột nhiên lại biến mất được. Cả vụ dùng dây câu xuyên người nữa. Nghe biến thái vai La Nhận lắc lư chìa khóa xe trước mặt anh ta. Không lái thật hả? Mạch suy nghĩ của Mã Đồ Văn đột nhiên bị cắt đứt, hồi lâu sau mới phản ứng lại được câu nói của anh, không lái, ai? Mày có nghe tao nói gì không đấy, cái chuyện kia tàu đi đây. Lý Thản và Mộc Đại ở sát vách, vì chuyện ban sáng, ông ta dường như rất bất mãn với Mộc Đại, sắc mặt chẳng lấy gì làm dễ nhìn. Mộc Đại cũng lười để ý đến ông ta, cảm thấy một ông bác đã ngoài 50 mà lại như vậy, thật chẳng độ lượng chút nào. Sập tối, Mộc Đại nghe thấy tiếng phòng bên cạnh mở cửa, qua mắt mèo nhìn thấy Lý Thản đi ra ngoài. Đợi vài giây sau cô cũng theo ra, ở cổng biệt uyển lại gặp phải Vạn Phong Hỏa, bèn gật nhẹ đầu với y một cái. Vạn Phong Hỏa nghĩ cả nửa ngày cũng không dám chắc chắn. Lát sau vào trước quầy mới hỏi nhân viên, cô bé kia là người hôm nay tôi dẫn vào hả? Cậu nhân viên không nhìn thấy, là từ bên phải tầng 1 đi ra ạ. Vậy chắc đúng rồi, chỗ đó chỉ có khách của bác ở thôi. Vạn Phong Hỏa hít một hơi khí lạnh, hồi tưởng lại dáng vẻ của Mộc Đại khi nãy, cô mặc áo khoác màu đen rộng thùng thình, bên trong là cái áo hai dây màu đen ôm sát, phía dưới là quần bò bó màu đen, bốt cổ thấp màu đen, thứ duy nhất sáng màu trên người là một sợi dây mảnh bằng bạc đeo trên cổ, còn hoa tai thì trông có vẻ giống hình đầu lâu. Nhớ lại buổi sáng cả người cô bừng bừng sắc xuân. Vạn Phong Hỏa không sao tưởng tượng nổi, sao lại có người có phong cách ăn mặc biên hóa hai cực như vậy chứ? Lý Thản đi không xa, đang ngồi trong một quán ăn vỉa hè ở gần biệt uyển, gọi hai đĩa thức ăn, một chai rượu, tự rót tự uống. Cứ đứng theo dõi một chỗ thế này trông thế nào cũng rất thiếu não. Mộc Đại bèn vờ như cũng đi ăn cơm, sau đó bất ngờ gặp mặt, bác Lý, bác cũng đi ăn à. Không để ý đến mắt Lý Thản đang trợn ngược. Cô mặc giày ngồi xuống trước mặt Lý Thản, cười hì hì bắt chuyện, bác Lý sao lại có hứng thú với vụ án Hồ Lạc Mã vậy? Lý Thản hỏi vặn lại cô còn trẻ thế này, sao lại thấy hứng thú? Cháu hứng thú gì đâu, là dì cháu bảo cháu tới. Dì ấy nói cặp vợ chồng nhà giáo đó họ Lý, người chồng họ Lý đó từng là thầy của dì ấy. Sau lưng có người ăn xong đứng dậy ra ngoài, lúc đi ngang qua người Lý Thản thì hơi lảo đảo. Lý Thản tiện tay đỡ một cái, đang định đáp lại Mộc Đại. Mộc Đại đột nhiên bộp một tiếng đập mạnh đôi đũa xuống bàn, lớn tiếng quát, lấy ra. Lý Thản giật mình. Người vừa được Lý Thản đỡ thoáng run lên, quay đầu lại nhìn Mộc Đại. Lý Thản chợt hiểu ra, vội vàng sờ tay lên túi ngực, trống không, ví tiền biến mất rồi. Mộc Đại gằn từng chữ, nói anh đó, lấy ra. Tiếng ồn ào trong quán dần nhỏ xuống, ông chủ quán sợ phiền phức, cặp môi bất an mấp máy. Người kia thẹn quá hóa giận, cãi gàn, cô nói gì đó? Bệnh hả? Mộc Đại đứng bật dậy, cũng không biết vì sao, tên kia hơi khiếp sợ, lại không chịu tỏ ra yếu thế, còn đang giằng co. Ngoài quán chợt vọng vào một giọng nói lạnh lùng, quên đi, đưa cho cô ấy, là gã béo trên xe cáp. Nếu chuyến này của bọn chúng là có tổ chức, gã béo hẳn chính là người cầm đầu. Tên kia do dự giây lát, tự tay móc ra một ví tiền màu đen, hậm hực ném về phía Mộc Đại, tay dùng ba phần lực, có ý muốn khiến cô không tiếp được phải xoay người lại nhặt. Ai ngờ Mộc Đại thuận tay chụp một cái, vững vàng bắt được, hỏi gã, không thó ông nội chứ. Vừa nói vừa mở ví ra kiểm tra.
người có nghề hay không chỉ cần đưa tay ra một cái là có thể biết được. Tên kia thấy thế bắt ví tiền của Mộc Đại, đã hơi biến sắc, nghe cô nói thó ông nội là ngôn ngữ trong nghề, nhất thời hiểu ra vì sao gã béo lại nói đưa cô ấy đi. Sau khi lúng túng đứng đực ra một hồi, hừ lạnh một tiếng đành cắp đuôi bỏ đi. Thó ông nội là chỉ lúc tên trộm trả lại ví tiền, tiện tay thó mất mấy tờ. Ví dụ như ví trên tay hắn vốn đang nguyên vẹn 800, trả về tay bạn lại chỉ còn mỗi 500. Do lúc trộm lúc trả chỉ cách một khoảng thời gian ngắn, người mất chưa kịp để ý ra. Kỳ thật trong ví Lý Thản có bao nhiêu, Mộc Đại đâu có biết, vừa nói vừa kiểm tra vậy, ít nhiều cũng chỉ là ra vẻ. Trải qua chuyện này, Lý Thản bỗng nhìn Mộc Đại với cặp mắt khác xưa, trên mặt nở ra nụ cười. Trong ví vốn cũng chẳng có nhiều đâu, cho dù có bị thổ nổi gì đấy, cũng chẳng mất bao nhiêu. Mộc Đại không nói gì, cô đóng ví lại đưa cho Lý Thản, hỏi ông ta, tấm hình trong đó là bàn bát. Lý Thản biết cô là đang nói đến tấm ảnh đen trắng nho nhỏ đã hơi ố vàng trong ví, tuy trong hình là một cô gái trẻ tuổi, nhưng theo thời gian mà suy ra, hiện giờ chắc cũng phải trên dưới 40 rồi. Lý Thản gật đầu, xem như là thừa nhận. Cô ấy tên là Lý Á Thanh, là con gái của vợ chồng nhà giáo họ Lý trong vụ án Hồ Lạc Mã, cũng coi như là vị hôn thê của tôi. Vẻ mặt Mộc Đại hơi bất ngờ, trong lòng Lý Thản có chút đắng chát, đã hơn 20 năm rồi, tôi vẫn luôn theo sát vụ án này không buông, tất cả đều là bởi vướng mắc chút chấp niệm cá nhân. Giống như gì cô vậy, cũng là vì có tình nghĩa thầy trò với thầy Lý đó thôi. Mộc Đại muốn cười, nhưng không sao cười nổi. Tình nghĩa thầy trò, trước khi xem tấm hình kia, cô cũng cho là như vậy, nhưng giờ cô không còn nghĩ thế nữa, bởi Lý Á Thanh trong hình đó gần như là giống IDUCDI Hồng khi còn trẻ. Lý Thản lại nói gì đó, Mộc Đại tỉnh táo lại sau phút thất thần. Sao ạ? Tôi đang nói, cô và dì cô đều bị cái cô Sầm Xuân Kiều kia gạt rồi. Tôi có chứng cứ xác thực chứng minh lời người phụ nữ DOLA nói dối.